Đây là cái chai tương ớt đã gây ra rất nhiều tranh cãi những cái ngày gần đây mọi người ạ. Đó chính là tương ớt bay béo. Và hôm nay thì mình sẽ ăn xem sao. Lắc đều lên trước. Khiếp, nó phun mạnh thế. Và mình sẽ chỉ miêu tả hương vị và nêu cảm nhận của mình về cái chai tương ớt này thôi. Chứ còn những cái công dụng giảm béo rồi những cái chất có cái trong chai tương ớt này thì mình không biết gì cả. Đầu tiên thì cái chai tương ớt này nó rất là thơm. Bóc cái lớp ni lông ra là mình đã ngửi thấy mùi thơm rồi. Xin mời mọi người. Đầu tiên ý, thì khách quan mà nói thì mình thấy cái chai tương ớt này nó ngon, nó thơm và cái vị ớt của nó ăn rất là thật luôn. Và cái chai tương ớt này mình thấy nó thiên về vị chua. Và để cho mọi người dễ hình dung hơn thì mình sẽ so sánh cái chai này với chai tương ớt Chinsu. Cái chai này ăn nó sẽ chua hơn này, hương vị ớt của nó thật hơn, nó cay hơn, nó hăng hơn. Tuy nhiên là cái vị chua của nó mình thấy ăn nó không bị khó chịu đâu, ăn nó rất là ok luôn. Mình cảm giác nó sẽ giảm bớt độ ngấy của đồ ăn. Chốt lại thì ngoài cái việc giá bán của nó gây ra rất nhiều cái tranh cãi ra thì mình thấy đây là một cái chai tương ớt ngon.